Trước thông tin ngày 3 tháng 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% các trường đại học cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại trong tháng 2. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đã bắt đầu lên Hà Nội để đi tìm nhà trọ. Không chỉ trên các trang mạng xã hội, nhiều nhà trọ xung quanh trường đại học đang bắt đầu được lấp đầy, khiến thị trường cho thuê nhà của Hà Nội cũng bắt đầu ấm dần lên. Ghi nhận của phóng viên Nhịp đập thị trường. Từ thời điểm giãn cách, phải học online, Huyền đã phải trả căn phòng trọ để giảm bớt chi phí thuê. Ngay khi có thông báo đi học trở lại, Huyền dành thời gian lên Hà Nội sớm hơn một tuần để tìm phòng trọ. Để tiết kiệm chi phí, sinh viên này dự định sẽ ở ghép cùng với một bạn cùng quê. Đối với mình thì mình muốn tìm phòng trọ khoảng từ 2 đến 3 triệu. Và mình cũng sẽ kiếm thêm bạn ở cùng để có thể san sẻ một chút chi phí ạ. Thực ra thì vì dịch nên là phòng trống khá nhiều. Ở trên các trang mạng thì không khó để tìm các phòng ở xung quanh trường. Thế nhưng mà khó nhất đấy chính là việc đến tận nơi và xem cái phòng đấy có đáp ứng đúng nhu cầu của mình hay không. Trên các diễn đàn mạng xã hội, hội nhóm, group, nhiều chủ nhà trọ đăng giao tin cho thuê nhà với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 5,5 triệu đồng một tháng, tùy theo nhu cầu, diện tích và vị trí. Càng gần các trường đại học thì giá lại càng cao, như khu Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại giao, Đại học Ngoại thương. Chị Phương, chủ dãy nhà trọ 20 phòng tại khu vực Đường Láng cho biết, mấy ngày nay sinh viên đến xem nhà trọ rất đông và quyết định đặt nhanh. Thực sự là chúng tôi cũng rất phấn khởi. Lượng phòng trống thì hiện tại tòa nhà này là đã lấp cũng gần hết rồi. Các bạn ấy chuyển đến ở cũng 2-3 năm nay là cũng rất là nhiều và bây giờ còn khoảng 4 phòng nữa thôi. Trước đó tòa nhà chúng tôi cho thuê như nào và bây giờ sẽ vẫn cho thuê như vẫn theo giá như vậy. Là quản lý của hệ thống các tòa nhà cho thuê tại Hà Nội, anh Bình cũng cho biết hệ thống của anh gồm 15 tòa nhà trong địa bàn Hà Nội. Trong đó mấy ngày nay, lượng sinh viên chốt thuê chiếm khoảng 60%. Mức giá cũng được cân đối, hầu như không thay đổi, phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiện tại so với thời điểm trước khi dịch bắt đầu xảy ra thì là thấp hơn một chút, nhưng mà so với thời điểm mà trước Tết và trong quá trình dịch thì cũng đã bắt đầu là có những sự là tăng nhẹ một chút rồi. Đấy, và hiện tại là thị trường đang nóng dần và tôi nghĩ là từ gần cuối năm thị trường giá cho thuê sẽ có thể sẽ ở mức là nhích lên một chút để gần đáp ứng tiệm cận với lại cái thời điểm mà trước khi dịch xảy ra. Theo các chuyên gia, thị trường căn hộ cho thuê thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều tín hiệu tích cực hơn sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Vì vậy, các chủ trọ, nhà đầu tư quan tâm đến phân khúc này cũng cần có những kế hoạch lâu dài, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đẩy mạnh phát triển thị trường. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án mở cửa hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh bình thường mới. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra phương án từ nay đến 14 tháng 3 tiếp tục triển khai chương trình thí điểm giai đoạn 2 đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Từ 15 tháng 3 mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường không, đường bộ, đường biển, đảm bảo an toàn phù hợp với thời gian triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Căn cứ tình hình kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 để mở lại bình thường hoạt động du lịch quốc tế và nội địa. Bộ cũng đưa ra các yêu cầu đảm bảo an toàn mở cửa hoạt động du lịch. Cụ thể, thời điểm trước ngày 15 tháng 3 đối với hoạt động du lịch quốc tế, quán triệt triển khai theo hướng về tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Thưa quý vị, sau thời gian dài tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã vừa ký công văn cho phép các di tích trên địa bàn Hà Nội được chính thức mở cửa đón khách kể từ ngày hôm nay. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch của thành phố để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các ban quản lý di tích chủ động thực hiện việc mở cửa đón tiếp khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phù hợp theo từng cấp độ, đảm bảo an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Việc mở cửa đón tiếp khách phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan có liên quan chỉ đạo hướng dẫn các điểm di tích lịch sử văn hóa xây dựng phương án kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng chống dịch hiệu quả. Năm 2022 bắt đầu với nhiều tín hiệu tích cực trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Không chỉ các địa phương nằm trong top dẫn đầu, các địa phương khác cũng ngày một nhận ra thế mạnh và điểm yếu của mình để cải thiện, tạo bứt phá. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Nam Định.
8 năm hoạt động tại khu công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Nam Định, doanh nghiệp dệt sợi này có 2 lần mở rộng sản xuất, lần 1 vào năm 2012 và lần 2 vào năm 2016. Trong năm Covid-19 lần thứ 2, nhờ sự hoạt động sản xuất ổn định không bị đứt gãy, các đơn hàng của doanh nghiệp vẫn được duy trì. Bước sang năm nay, thị trường thế giới phục hồi, đơn hàng dệt sợi tăng trưởng, doanh nghiệp dự định mở rộng lần thứ 3. Chúng tôi chắc chắn sẽ mở rộng hoạt động và đang dự kiến vào năm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng lần mở rộng này sẽ mang lại hiệu quả tốt như mong đợi. Về địa điểm, chúng tôi vẫn chọn Nam Định bởi sự hỗ trợ dành cho nhà đầu tư của cả chính quyền tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng. Doanh nghiệp mở rộng khiến khu công nghiệp nhanh chóng bị lấp đầy. Đầu năm 2022, chính phủ đồng ý cho khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng giai đoạn 2 thêm 50 ha nữa. Trong định hướng thu hút, nhà đầu tư hạ tầng cho biết sẽ lựa chọn những dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao. Chúng tôi định hướng tập trung vào các những ngành có hàm lượng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động và đặc biệt là thân thiện với môi trường, phù hợp với những cái mục tiêu phát triển bền vững của chính phủ và các bộ ngành. Thì với cái thị trường hiện nay, với đặc biệt những cái làn sóng thu hút đầu tư FDI vào với Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều những cái tập đoàn, những cái nhà sản xuất trong các cái lĩnh vực công nghệ cao, hàng tiêu dùng và những cái ngành mà có thể nói rằng rất là phù hợp với cái hạ tầng sẵn có và cái nguồn lao động tại tỉnh Nam Định. Số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định cho thấy, năm 2021, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và tăng vốn cho 75 dự án với tổng vốn là 73,9 ngàn tỷ đồng và 62 triệu đô la Mỹ. Để đẩy nhanh việc thu hút vốn đầu tư, tỉnh đang tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. Trong đó ưu tiên phát triển là hạ tầng đường giao thông, trong đó thì đẩy mạnh ưu tiên các cái khu cụm công nghiệp là đã được phê duyệt như khu công nghiệp Bảo Minh, khu công nghiệp Rạng Đông và đẩy nhanh tiến độ thực hiện cái khu công nghiệp Mỹ Thuận và một số các cụm công nghiệp mà đã được phê duyệt và hiện nay các nhà đầu tư cũng đang quan tâm để thực hiện đầu tư hạ tầng. Song song với hoàn thiện hạ tầng, tỉnh Nam Định yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, bởi đây chính là yếu tố then chốt giúp địa phương bứt phá trên bản đồ thu hút đầu tư của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, mặc dù tình hình phát triển kinh tế tại nhiều địa phương trên cả nước bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, tuy nhiên tỉnh Nghệ An vẫn đạt được những thành quả ấn tượng trong công tác thu hút đầu tư với những dự án có vốn lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Bước vào năm 2022, với việc thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An có hiệu lực, sẽ là cú hích giúp cho tỉnh Nghệ An phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. Ghi nhận của các phóng viên thời sự VTC. Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử GoEtec có diện tích 40 ha, khởi công vào tháng 1 năm 2021 tại khu công nghiệp WHA với tổng mức đầu tư là 100 triệu đô la Mỹ. Sau một năm triển khai, mới đây tập đoàn GoEtec đã quyết định tăng thêm 400 triệu đô la Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên 500 triệu đô la Mỹ, trở thành dự án FDI có quy mô vốn đầu tư lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay. Đầu tư tại tỉnh Nghệ An thì về GoEtec dự kiến là trong tháng 6 2022 sẽ bắt đầu triển khai đi vào sản xuất và sẽ thu hút ít nhất là 30.000 đến 40.000 lao động. Như vậy thì sẽ tạo rất nhiều cái công ăn việc làm cho người dân xung quanh và đặc biệt trong tương lai sẽ tạo cho cái tỉnh có thêm những cái động lực trong cái vấn đề là thu hút thêm các cái nhà đầu tư thứ cấp là vendor và phụ trợ của GoEtec và đồng thời sẽ làm tăng cái cán cân xuất nhập khẩu của tỉnh trong thời gian tới. Trong năm 2021, tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 119 dự án với tổng số đầu tư đăng ký hơn 31.197 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án FDI có tổng số vốn đầu tư đăng ký 441 triệu đô la Mỹ, điều chỉnh 156 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 35 dự án, tăng hơn 12.916 tỷ đồng. So với năm 2020, số lượng dự án cấp mới cả tỉnh tăng 40%, tổng mức đầu tư tăng 3,7 lần. Nghệ An và khu công nghiệp ở SIP có môi trường đầu tư rất tốt.
Đó là lý do chúng tôi lựa chọn nơi đây để xây dựng nhà máy. Tỉnh đã nỗ lực cải thiện thực chất môi trường kinh doanh. Trước hết đó là cải cách về cái thể chế, tức là cơ chế hỗ trợ đầu tư của tỉnh Nghệ An được thay đổi. Thì theo đó những cái chính sách về giá đất khu công nghiệp trong khu kinh tế được Đông Nam được điều chỉnh, được mức đảm bảo hấp dẫn và có cơ chế điều chỉnh giá đất. Thứ hai là tỉnh cũng có cái chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng và hàng rào cho các khu công nghiệp. Tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đảm bảo thực chất và trọng tâm với phương châm là nhanh, đúng, hiệu quả. Ngày 13 tháng 11 năm 2021, tại chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đó là đòn bẩy, là điều kiện tốt nhất giúp địa phương này trong phát triển kinh tế xã hội. Cái nghị quyết 36 của Quốc hội ban hành thì đây là một cái gỡ cái nút thắt cho tỉnh trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư. Trước hết là tạo cái thể chủ động cho tỉnh trong cái hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư. Tỉnh có thể là trước đây đối với các cái dự án thì tỉnh phải xin ý kiến của trung ương qua tất cả các bộ ngành về đất lúa, về rừng và về các cái vấn đề thuộc cái phạm vi của trung ương quản lý. Tuy nhiên là đối với nghị quyết 36 thì tạo cho tỉnh được tháo gỡ. Lấy ví dụ như là cái diện tích đất lúa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, và có thể nói là Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể rất nhiều cái cuộc họp bất thường để xử lý một hoặc là hai cái dự án lớn mà cơ hội đến với tỉnh không phải khi nào có. Mà nếu chúng ta để vượt mất cái cơ hội thì đó có thể nói là một cái điều đáng tiếc. Thì bây giờ chính những cái việc này là tạo cái cơ hội chủ động hoàn toàn cho tỉnh. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm, gồm 6 nội dung tập trung vào việc mở thêm dư địa cho tỉnh, huy động nguồn lực cần thiết, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế xã hội, cũng như phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương chủ động, phản ứng nhanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong một số lĩnh vực, nhất là về thu hút đầu tư.